Một ngày đêm bên Bác, tác giả Phạm Thanh Đàm, công an Quảng Bình, giọng đọc Hải Yến. Một trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời làm công an của tôi là 24 tiếng đồng hồ được sống bên Hồ Chủ tịch, được trực tiếp bảo vệ Bác. Mùa hè năm 1957, Quảng Bình mới hoàn thành cải cách ruộng đất. Cái tỉnh bé nhỏ và nghèo nàn của chúng tôi nằm sát dưới tuyến khu phi quân sự tạm thời. Vừa anh dũng đánh thắng giặc Pháp xâm lược, lại tiếp tục đến đánh gục giai cấp địa chủ phong kiến, đang nô nức chuyển mình sang cách mạng xã hội chủ nghĩa với một niềm tự hào và phấn khởi chưa từng có. Giữa lúc đó thì được tin Bác vào thăm Quảng Bình. Cái tin đột ngột đó tuy mới chính thức loan báo cho một số cán bộ có trách nhiệm đã truyền nhanh như sóng điện tử, gây nên một sự xôn xao náo nức trong toàn tỉnh. Bác vào, người ta bí mật báo tin cho nhau qua giây lát. Người ta tìm mách riêng cho nhau một cách dè dặt nhưng chắc chắn. Ai cũng tự cho mình biết được cái chuyện quan trọng đó trước người khác. Và ai cũng tự thấy mình có trách nhiệm phải loan cái tin đó đi ít nhất là cho một người thứ hai. Vì không nói ra trong người nó xốn sang dày dứt thế nào ấy. Chỉ trong một buổi, văn phòng tỉnh ủy đã nhận được hàng mấy chục bức điện và công văn của các địa phương, các đơn vị tới tấp gửi về yêu cầu tỉnh sớm thông báo chương trình đón Bác cho các cấp, các ngành biết. Yêu cầu tỉnh cho loan báo rộng rãi tin Bác vào cho toàn thể cán bộ, bộ đội và nhân dân. Yêu cầu tỉnh tăng thêm phương tiện giao thông để nhân dân được về thị xã đón Bác. Người ta viện ra đủ mọi lý do để đơn vị mình, địa phương mình được ưu tiên trong việc huy động người đi tham dự meeting hoặc để được xếp vào danh sách những nơi Bác sẽ đến thăm. Tỉnh ủy họp bất thường bàn việc chuẩn bị báo cáo với Bác tình hình công tác chính của địa phương đang làm và việc huy động cán bộ nhân dân họp meeting đón Bác. Đã quá 12 giờ khuya, cuộc họp vẫn chưa ngã ngũ. Nếu không hạn chế số lượng đại biểu của các đơn vị, các địa phương, thì nhất định cán bộ, bộ đội, nhân dân sẽ tự động kéo hàng chục vạn người về thị xã để gặp Bác. Trời thì nắng, cái thị xã Đồng Hới với 15.000 dân vốn đã quá chật chội. Nếu để bà con về quá đông thì ăn ở vào đâu? Trật tự vệ sinh ra làm sao? Mà chắc chắn là Bác sẽ không bao giờ đồng ý để cho dân phải đi xa, vất vả, bỏ việc đồng áng, sản xuất 2-3 ngày liền để đón Bác. Nhưng làm thế nào để giữ được chủ động số dân đi đón Bác thì mới là một bài toán khó. Đã 1 giờ sáng rồi mà ý kiến bàn đi cãi lại vẫn căng thẳng. Tôi xin phép rút ra khỏi hội nghị để lo kế hoạch bảo vệ ngày mai. Cuộc hội ý giữa các lực lượng bảo vệ kết thúc đúng 3 giờ sáng. Anh em phân tán về các vị trí của mình theo kế hoạch quy định. Tôi sửa soạn ra sân bay để kiểm tra lại tình hình trước khi máy bay Bác hạ cánh. Chiếc ô tô chở Bác từ sân bay về thị xã có 5 người. Phía trước là đồng chí lái xe và đồng chí bảo vệ. Bác ngồi ở ghế sau. Bên phải Bác là đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Bên trái Bác là tôi. Tôi không nhớ rõ là ai đã đẩy mình lên ngồi cùng xe với Bác. Theo kế hoạch đã định, tôi phải ngồi xe trước, xe dẫn đường. Thứ hai mới đến xe Bác, sau đó là các xe khác nối theo. Nhưng thế nào xe Bác lại đi lên trước hết
và tôi lại ngồi vào đấy cùng với bác. Lần đầu tiên được ngồi sát người bác, tôi không biết mình nên ngồi như thế nào và nên nói những gì. Tôi cố thu người lại, tay nắm chặt lấy thành xe để mỗi khi xe sóc, tôi khỏi va mạnh vào người bác. Nhưng đoạn đường qua làng Lộc Đại xấu quá. Mỗi khi xe nhảy qua một ổ gà, cánh tay phải của tôi lại huých khẽ vào lưng bác. Chú phụ trách công tác gì? Bác đột ngột hỏi tôi. Dạ, tôi đang ấp úng thì đồng chí Nguyễn Chí Thanh trả lời hộ. Xin giới thiệu với bác, đây là đồng chí Đàm, thường vụ tỉnh ủy phụ trách công an. Bác gật đầu và hỏi tiếp. Chuẩn bị đón bác, các chú có mệt lắm không? Dạ thưa bác. Tôi lại ấp úng. Nếu nói không mệt thì không thực thà đối với bác. Mà nếu nói là mệt, chuẩn bị đón bác mà mệt cũng không đúng. Tôi tìm được một câu trả lời. Dạ thưa bác, vui lắm ạ. Nhân dân và cán bộ Quảng Bình ai cũng thiết tha mong được gặp bác, ai cũng chuẩn bị đón bác. Bác nhìn ra hai bên đường rồi chuyển sang câu hỏi khác. Mùa màng có khá không? Thưa bác, ở các huyện phía Bắc có một vài vùng bị hạn nặng, còn các huyện phía Nam thì lúa tốt. Có ai thiếu ăn không? Thưa bác, trong kỳ giáp hạt vừa rồi có khoảng 300 hộ thiếu ăn chừng một tháng. Đó là những nơi mà vụ mùa năm ngoái bị hạn nặng ạ. Thế các chú đã làm gì để giúp dân các vùng đó chưa? Thưa bác, ngay sau khi được báo cáo của các địa phương, tỉnh ủy đã về tận nơi vận động nhân dân giúp đỡ nhau. Nơi nào quá khó khăn thì nhà nước trợ cấp một phần lương thực để nhân dân có điều kiện đẩy mạnh sản xuất. Tỉnh ủy còn vận động trồng hoa màu ngắn hạn, giúp đỡ những thứ cần thiết để nhân dân phát triển các nghề thủ công và nghề phụ gia đình. Đến nay, các nơi này đều có khoai sắn ăn và vụ chiêm này đều thu hoạch khá ạ. Bác gật đầu vui vẻ. Thế là tốt. Bỗng bác quay sang đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Chú Thanh, xem mấy giờ rồi? Đồng chí Nguyễn Chí Thanh vén tay áo xem đồng hồ. Thưa bác, gần 8 giờ. Gần 8 giờ mà sao đường vắng quá, không thấy nhân dân đi lại gì cả. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh và tôi chưa kịp nói gì thì bác đã tiếp. Có phải công an ra lệnh cấm đường, cấm chợ từ mấy hôm nay để bảo vệ bác không? Nói xong, bác quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi nghiêm. Tôi đang định thanh minh thì đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã vòng tay qua sau lưng bác và véo vào vai tôi. Chắc các cậu đã thiết quân luật để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh tụ chứ gì. Tôi nghe lành lạnh sau gáy vì đúng là tôi có ra lệnh cho anh em trong tổ bảo vệ đường phải bằng mọi cách bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đoàn xe, nhất là quãng đường từ thôn Lộc Đại đến thôn Phú Ninh. Đường xấu lại có cầu hẹp. Cách đây không lâu, bà con cày ruộng còn vấp phải bom mìn của địch nữa. Không biết anh em đã vận động giải thích thế nào mà đồng bào đều đi tránh sang các ngả khác, làm cho quãng này vắng quá. Đúng là vắng thật. Cảnh tượng không bình thường đó đã làm cho bác cảnh giác và sinh nghi. Tôi cố bình tĩnh trả lời. Thưa bác, đồng bào ở đây ra đồng sớm lắm. Còn đi chợ thì đồng bào men theo bờ biển gần hơn. Quãng đường này vào giờ này thì ngày thường cũng vắng thế ạ. Bác cười, tỏ ra chưa tin lời trình bày của tôi. Bỗng bác phát nhẹ vào đùi đồng chí Nguyễn Chí Thanh một cái và chỉ tay ra phía bên phải. Chú Thanh, chú xem hai người đi kia có đúng là nông dân không? Mắt bác trông không rõ, nông dân gì mà lại đút tay vào túi quần đi lang thang trên bờ ruộng thế? Đồng chí Nguyễn Chí Thanh và tôi đều nhìn theo tay bác chỉ.
Đúng là có hai người mặc áo cánh nâu, quần kaki đang thong thả đi trên một bờ ruộng gần đường cái. Thoáng trông, tôi đã biết ngay là hai đồng chí trong tổ bảo vệ đường. Rõ khổ, hai ông tướng này lảng vảng ở đây làm gì? Chắc là để gián tiếp báo cáo với lãnh đạo là mình vẫn có mặt ở vị trí công tác và tình hình đều yên ổn bình thường. Đồng thời cũng muốn lân la để được nhìn bác một tí đấy thôi. Tâm lý này của anh em tôi biết rất rõ. Vì khi được phân công thường trực bảo vệ con đường này, từ khi bác đến cho đến khi bác đi khỏi Quảng Bình, anh em chỉ có một thắc mắc là sẽ không được thấy bác. Cả tổ đã viết quyết tâm thư gửi lên lãnh đạo, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm không rời vị trí công tác của mình. Nhưng chỉ thiết tha yêu cầu lãnh đạo thu xếp làm sao cho anh em được nhìn thấy bác một tí. Tôi muốn báo cáo thật với bác điều này, muốn báo cáo thật với bác cái nguyện vọng đơn giản nhưng vô cùng tha thiết của anh em công an. Không chỉ riêng tổ bảo vệ đường mà của tất cả các lực lượng bảo vệ đang phân tán ở khắp những nơi cần thiết. Tôi đang phân vân lưỡng lự thì bác đã nói: "Cảnh vệ hóa trang đấy." Và bác quay sang tôi cười: "Có đúng là quân của chú không?" Tôi phải thú thật với bác: "Dạ đúng đấy ạ, thưa bác." Tôi định bày tỏ với bác ý nghĩ của mình trên đây thì đồng chí Nguyễn Chí Thanh đưa mắt nháy tôi, ý muốn bảo: "Thôi đừng thanh minh nữa, bác biết hết rồi." Thế là mất đà, tôi đành ngồi im. Lúc này mặt trời đã lên cao, gió từ ngoài biển thổi vào mang theo cả ánh nắng và hơi nước. Đoạn đường xấu vẫn còn, quãng đường mà thường ngày tôi vẫn đi qua, sao hôm nay dài đến thế? Tôi sốt ruột, đúng hơn là vì tôi xấu hổ. Mới qua một quãng đường 3-4 cây số đã bị bác phát hiện ra một lô những sơ hở của mình trong công tác nghiệp vụ. Không biết cứ kiểu này mà ngồi cạnh bác lâu nữa thì sẽ ăn nói với bác ra làm sao. May quá, xe đã tiến vào cổng chào của thị xã. Nhân dân đổ ra hai bên đường đón bác. Bà con tung hoa, vẫy cờ, hô khẩu hiệu rộn cả lên. Bác bảo xe chạy chậm lại để đề phòng tai nạn và đỡ bụi cho đồng bào. Mấy em bé ôm hoa đuổi kịp xe, bám vào cửa reo lên: "Bác Hồ, bác Hồ!" Rồi tung hoa vào lòng bác. Bác trao chiếc áo kaki khoác ngoài cho tôi cầm, người ngồi thẳng lên và giang hai tay ra hai bên cửa, vẫy lại đồng bào. Bác cứ vẫy như thế cho đến khi xe đỗ lại trước thềm cơ quan tỉnh ủy. Đồng chí bí thư báo cáo xong, bác nhìn một lượt tất cả anh em chúng tôi trong ban tỉnh ủy và bảo: "Có cô chú nào nói thêm gì nữa không?" "À, ở đây không có cô nào cả. Thế là tỉnh ủy thiếu sót đối với phụ nữ." Đồng chí chủ tịch ủy ban báo cáo thêm một số điểm trong kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Bác đặc biệt chú ý đến vấn đề thủy lợi. Bác nhấn mạnh: "Đối với Quảng Bình phải giải quyết tốt cả hai mặt, chống hạn và chống úng. Có giải quyết tốt vấn đề thủy lợi thì nhân dân mới vững dạ, mùa màng mới chắc ăn, đời sống mới no ấm, tiến bộ." Đến lượt tôi bổ sung công tác trật tự trị an thì bác đã ngắt lời tôi nhiều lần để hỏi sâu vào các vấn đề. Tình hình sửa sai và những thắc mắc tồn tại trong nhân dân, cán bộ, việc thực hiện chính sách của Đảng đối với vùng giải phóng, đối với miền núi, đối với đồng bào theo đạo. Bác khen tỉnh ủy đã biết chú ý làm tốt các công tác lớn đó. Bác bảo: "Trật tự trị an là một việc to lớn và cần thiết của dân, phải do dân đoàn kết, cảnh giác, chăm lo thực hiện. Các cấp ủy Đảng và chính quyền
phải biết củng cố tốt trật tự trị an trên cơ sở xây dựng sự nhất trí về chính trị, tinh thần của toàn dân, toàn đảng. Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến đầu của miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam, mọi việc làm tốt hay xấu của các chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng miền Nam, đều có ý nghĩa đối với bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình phải đương đầu với chúng trước hết và phải bảo đảm đánh thắng chúng trước hết. Các chú phải chăm lo xây dựng tốt lực lượng dân quân và công an, nhất là công an. Đang nói, chợt bác chỉ vào tôi. Này chú gì? Có tiếng nhắc tên tôi. Chú cho rút mấy tốp cảnh vệ hóa trang của chú ở dọc đường về chưa? Thưa bác, theo kế hoạch thì đến trưa mai anh em mới rút ạ. Lực lượng công an của chú có bao nhiêu người? Thưa bác, tất cả chưa đến 80. Có giỏi cả không? Dạ, anh em đều tốt, hăng hái, nhưng nghiệp vụ thì còn lúng túng lắm ạ. Không cần đông, nhưng cần phải có tinh thần cao, tin cậy và thạo việc, phải rất thạo việc. Tôi nghĩ đến những sơ hở của mình buổi sáng nay mà bác đã phát hiện được, nhưng cũng rất sung sướng vì được bác hỏi han nhiều đến công an. 12 giờ trưa, chúng tôi mời bác nghỉ để ăn cơm. Bác bảo dọn cả lên và mọi người cùng ăn với bác. Trong mấy phút đợi cơm, bác bảo tôi dẫn bác đi quanh vườn cơ quan. Bác khen khoai và sắn của cơ quan tăng gia tốt, nhưng còn để cỏ nhiều quá. Bác tạt vào nhà vệ sinh. Ở đây, bác nhắc phải thường xuyên quét dọn và đổ vôi để diệt ruồi. Bác xuống thẳng nhà bếp. Anh chị em cấp dưỡng đang lúi húi làm việc, chợt thấy bác vào đột ngột quá. Có người reo lên, có người chỉ đứng nhìn bác sửng sốt. Bác đùa ngay. Nào, các cô, các chú, định thết bác những món gì nào? Có cần bác làm cố vấn không? Thưa bác, chúng cháu chả có gì để thết bác cả, chỉ có cơm mắm thôi ạ. Tốt, bác rất thích mắm tôm, mắm cá Quảng Bình. Nhìn khắp mọi người một lượt, bác hỏi: trong các cô, các chú, có ai thắc mắc không thích công tác cấp dưỡng không? Có tiếng cười khúc khích. Bác hỏi tiếp: thế là không thích chứ gì? Có thích ạ. Nhiều tiếng đáp lẻ tẻ. Bác cười: thế là có thích, nhưng chưa thật thích. Vì các cô, các chú chưa thấy hết tầm quan trọng của việc nuôi cán bộ. Cán bộ là vốn quý nhất của đảng, của cách mạng. Nuôi nấng cán bộ tốt cũng là chăm lo cho sự nghiệp của đảng. Ngừng một lát, bác nói tiếp, giọng trầm xuống. Ngày xưa bác cũng đã từng làm cấp dưỡng, nhưng lúc bấy giờ bác phải nấu nướng cho bọn tư bản, bọn vua chúa ăn, không được nấu nướng phục vụ cho cách mạng như các cô các chú bây giờ. Câu nói của bác chỉ ngắn ngủi giản dị thế thôi, nhưng đã làm cho chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, nhất là anh chị em cấp dưỡng. Tôi giới thiệu với bác đồng chí Yêm Già, người đã từng nuôi đồng chí Trần Phú và một số đồng chí trung ương khác trong thời kỳ bí mật ở Sài Gòn. Hôm nay tình nguyện đến giúp tỉnh ủy nấu cơm phục vụ bác. Bác ôm lấy đồng chí Yêm, hỏi hết chuyện sức khỏe đến chuyện gia đình, công tác. Đồng chí Yêm xúc động quá, sụt sịt khóc. Bác cũng lau nước mắt. Hai mái đầu bạc phơ ghé sát vào nhau. Bác dắt đồng chí Yêm lên nhà để cùng ăn cơm với bác. Anh chị em cả đoàn kéo theo sau. Bữa cơm chúng tôi mời bác là một bữa cơm đặc biệt Quảng Bình. Cá thu luộc, rau muống luộc, chấm nước mắm cảnh dương, khế, chuối xanh chấm mắm tôm Lý Hóa, canh rau ngót nấu với tôm Nhật Lệ. Bữa cơm giản dị như thế, nhưng xem chừng khá hấp dẫn đối với bác. Trước hết, bác gắp lên bát cho mấy anh em chúng tôi ngồi gần, mỗi người một khúc cá thu.
bác cũng gắp phần bác. Xong, bác đẩy đĩa cá ra phía ngoài cho các đồng chí ngồi xa và kéo bát mắm tôm về phía mình. Bác rất thích món mắm tôm. Bác bảo đã lâu lắm mới được ăn lại loại mắm tôm thơm và ngọt này. Bác hỏi thêm về tình hình phát triển nghề biển của Quảng Bình và nhắc nhở thúc đẩy các tổ đổi công nhanh chóng tiến lên bậc cao để xây dựng các hợp tác xã nghề cá song song với nghề ruộng. Bác bảo, đối với Quảng Bình, nghề biển, nghề rừng cũng quan trọng không kém nghề ruộng. Hơn nữa, Quảng Bình còn có những thứ đặc biệt. Bác không dùng chữ đặc sản mà những nơi khác trên miền Bắc ít có. Xưa nay, Quảng Bình nghèo khổ là vì đế quốc phong kiến bóc lột, kìm hãm, chiến tranh tàn phá. Ngày nay, chúng ta đã có hòa bình để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nếu sử dụng tốt tài nguyên và lao động của mình thì Quảng Bình sẽ giàu có. Không những đời sống nhân dân trong tỉnh sẽ được nâng cao mà còn đóng góp một phần quan trọng cho cả nước. Bác nhắc đi nhắc lại việc củng cố các tổ đổi công và chuẩn bị xây dựng hợp tác xã các loại. Bác nhấn mạnh, chỉ bằng con đường làm ăn tập thể, đảng ta mới đưa nhân dân đến ấm no hạnh phúc. Bác chỉ ăn hết hai lưng bát cơm, do đó bát mắm tôm phần bác còn khá nhiều. Bác giao cho đồng chí bí thư tỉnh ủy ngồi bên cạnh. Chú ăn giúp bác, không nên để lãng phí. Đồng chí bí thư nhìn tôi lẻ lưỡi và nháy mắt cầu cứu tôi. Hai chúng tôi đã cố gắng thanh toán hết bát mắm tôm đó và từ trưa cho đến chiều do mắm ngấm cả hai người đua nhau uống nước. Cơm xong, chúng tôi mời bác đi nghỉ trưa và dặn mọi người trong cơ quan cố gắng yên tĩnh để bác yên giấc. Nhưng chỉ nằm được 15 phút, bác đã dậy vì tiếng rì rầm của nhân dân xung quanh nhà tỉnh ủy mỗi lúc một rõ. Bác mở cửa nhìn ra, thấy bốn phía nhà người đông nghịt. Người ta chen chúc nhau dưới bóng râm của các cây phi lao. Người ta đứng cả giữa nắng chang chang. Từ phía bờ sông, từ phía bệnh viện, từng tốp đang lũ lượt kéo đến. Cờ hoa khẩu hiệu rợp trời. Bác gọi tôi, bảo, chú giải thích cho bà con nên vào nhà hoặc tìm chỗ râm mà đứng. Đừng đứng nắng như thế, sẽ ốm, bỏ sản xuất. Bác không bằng lòng. Chiều nay, bác sẽ gặp tất cả và nói chuyện. Tôi lần lượt đi từ cụm này đến cụm khác để truyền đạt ý kiến của bác. Nhưng vô hiệu, đến đâu tôi cũng chỉ được trả lời. Đồng chí thưa dùm với bác là không phải lo cho chúng tôi. Chúng tôi có đứng đây thì chốc nữa bác dậy mới được nhìn rõ bác một tí, xem sức khỏe của bác như thế nào. Chứ ra meeting thì đứng xa vời vợi, làm sao trông rõ mặt bác. Giải thích không được, tôi dùng loa kêu gọi. Bà con thông cảm, bác đi đường xa đã mệt, đến nơi lại làm việc ngay. Nếu chúng ta không phân tán đi, giữ yên tĩnh cho bác nghỉ trưa một lát, thì làm sao chiều nay bác có sức để nói chuyện với chúng ta được? Lời kêu gọi có mang ít nhiều tính chất dọa dẫm của tôi, thế mà có hiệu lực. Nghe nói cần phân tán đi để bác nghỉ, thế là mọi người lục tục kéo đi. Nhưng không phải họ phân tán về nhà hay vào các chỗ bóng râm như ý bác muốn. Họ kéo tất cả vào sân vận động để chờ meeting. Còn lại một cụ già và mấy chị em phụ nữ, chừng 50 người, đến vây lấy tôi. Trong số đó, tôi nhận ra những người quen ở tận những vùng xa xôi hẻo lánh về. Có người ở cách thị xã đến hàng trăm cây số. Họ là những gia đình đã từng nuôi dấu cán bộ trong thời kỳ bí mật hoặc chứa cơ quan trong thời kỳ kháng chiến. Có cả mấy bà con người Vân Kiều, người Khả, người Sánh. Tôi chào hỏi rồi mời tất cả vào nhà khách của tỉnh để đợi meeting, nhưng mọi người đều từ chối.
Mấy bà mẹ biết mặt tôi đến nắm lấy áo tôi. Chúng tôi bắt đền đồng chí, chúng tôi bắt đền tỉnh. Vì sao bác vào mà xã chúng tôi không được báo tin, không được cử đại biểu đi đón bác? Tôi phân trần. Một số vùng xa tin có thể báo chậm, vì tỉnh cũng chỉ được báo trước có vài hôm. Và lại, bác cũng không muốn bà con phải đi quá xa, mất thì giờ và hại sức khỏe. Tôi chưa dứt lời thì mọi người đã ồn ào. Thế thì bây giờ đồng chí phải ưu tiên cho chúng tôi ngồi đây để được thấy rõ bác, vì còn phải về thuật lại cho hàng xóm nghe. Nhưng bác không bằng lòng để bà con mình đứng giữa nắng, dễ bị cảm lắm. Thấy sự giằng co giữa tôi và mấy bà mẹ đã đi đến chỗ khá căng thẳng. Tuy lời lẽ vẫn ôn tồn, thân mật, nhưng xem ra không ai chịu nhân nhượng ai. Một ông cụ đứng hàng cuối giơ tay nói to: "Tôi xin có ý kiến thế này. Chúng ta đến đây thì ai cũng muốn được tận mắt thấy rõ bác. Nhưng tỉnh ủy đã nói hết lời rồi mà đó lại là ý kiến của bác thì chúng ta phải nghe. Có điều này mong tỉnh ủy cố gắng giúp cho. Chúng tôi được tin gấp quá, chẳng chuẩn bị được gì để đi đón bác. Chỉ mang theo được vài thứ thổ sản của nhà, gọi là lòng dân với bác. Mong tỉnh thể tình nhận cho và chuyển đến bác. Thế là chúng tôi toại nguyện." Ông cụ vừa dứt lời thì trước mặt tôi đã chồng chất lên đủ các thứ: khoai lang, chuối tiêu, mật ong, đu đủ, trứng gà, na, bưởi. Tôi hoa cả mắt, lúng túng chưa kịp nói gì thì một bà cụ lưng còng chống gậy, rẽ đám đông, bước đến dúi vào tay tôi một sâu bánh gai. "Mọi người khỏe mạnh nên mang được nhiều thứ. Mẹ già rồi, mẹ chỉ làm mấy cái bánh gai biếu bác. Nghe nói bác thích món này lắm. Con làm ơn đưa giúp mẹ và thưa hộ với bác rằng gia đình mẹ đổi ơn bác nhiều lắm. Mẹ không biết lấy gì để trả ơn bác. Mẹ chỉ mong được gặp bác một lần, được lạy bác 100 lạy. Cầu chúc bác sống lâu muôn tuổi cho dân nhờ." Bà cụ vừa nói vừa lay lay cánh tay tôi, hai dòng nước mắt nhòa trên đôi gò má nhăn nheo. Tôi đứng trước một tình huống rất khó xử. Từ chối ư? Đó là phản ứng đầu tiên trong tư tưởng của tôi, một sự phản ứng tự nhiên đối với bất kỳ mọi thứ biếu xén nào của nhân dân. Nhưng trường hợp này từ chối cũng khó. Từ chối sao được tấm lòng thương mến thiết tha của nhân dân đối với lãnh tụ? Mà chắc chắn là nếu tôi tỏ ý từ chối thì tôi sẽ bị vây chặt lấy ở đây. Chưa biết đến bao giờ. Tôi đành phải xin khất bà con 5 phút để vào xin ý kiến của tỉnh, vì tôi không có quyền quyết định việc này. Khi nghe tôi báo cáo lại câu chuyện gay go nói trên thì bác cho mời ngay số bà con đó vào phòng khách để bác gặp. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vô cùng xúc động. Mọi người vì cảm động đều sụt sùi khóc, trong khi bác cố nói cười hỏi thăm hết người này đến người khác để cho không khí bớt nặng nề. Các bà mẹ, các chị em được dịp tha hồ sờ vai, sờ áo bác, vuốt ve trìu mến bác. Bác nhận tất cả các thứ quà biếu. Bác cảm ơn xong, bác chia đều cho tất cả mọi người, mỗi người 2-3 thứ. Bác bảo đây là quà của bác gửi biếu các cụ phụ lão và các cháu thiếu nhi ở nhà, nhờ bà con mang về hộ. Chỉ có bà cụ lưng còng không chịu để bác chia sâu bánh gai mà cố nài bác phải nhận tất cả. Thế là vấn đề đã được giải quyết một cách gọn gàng thỏa đáng. Bác bảo tôi chuẩn bị đưa bác ra dự meeting, đừng để đồng bào chờ lâu nắng. Chúng tôi đưa bác theo một con đường riêng dẫn đến lễ đài.
Bác vừa xuất hiện thì gần 4 vạn người cùng đứng lên một loạt. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm. Cờ, băng, khẩu hiệu, nón, mũ lay động, lấp loáng dưới nắng chiều như một đám múa khổng lồ. Rồi bất chấp đội ngũ, bất chấp trật tự, từng lớp sóng người nối nhau tràn lên, vây quanh lấy lễ đài. Ai cũng muốn đến gần để nhìn rõ bác. Tôi thét to vào loa máy, điều động thêm lực lượng cảnh sát và thanh niên giữ trật tự, nhưng đều vô hiệu quả. Nếu không có hai cánh tay của bác giơ lên, bác giơ cao hai cánh tay và nhìn khắp đám đông một lượt. Đám đông bớt lộn xộn, dừng lại rồi đứng yên. Bác khoát hai tay xuống trước mặt. Tất cả dừng người, ngồi xuống một loạt, im phăng phắc. Bác bắt đầu nói chuyện. Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ hỏi thăm đồng bào, khen ngợi nhân dân Quảng Bình đã anh dũng kháng chiến thắng lợi và hoàn thành cải cách ruộng đất. Bác kêu gọi mọi người đoàn kết, phấn khởi, ra sức xây dựng tổ đội công, tiến lên hợp tác xã, chăm lo làm thủy lợi, làm phân bón, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, cố gắng học tập văn hóa, giữ gìn trật tự an ninh, ủng hộ đồng bào miền Nam đấu tranh chống Mỹ diệm. Tiếng nói sang sảng của bác nhiều lần bị ngắt quãng bởi những đợt vỗ tay vang dậy, xen lẫn những tiếng hô từ trong đám đông nổi lên. Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Quyết tâm làm theo lời bác! Một tiếng đồng hồ trôi qua, đám đông vẫn không nhúc nhích, mặc dù ánh nắng càng về chiều càng gay gắt. Chiếc khăn bông trong tay bác đã ướt đẫm, mà trán bác, má bác, mồ hôi vẫn rò ròng ròng. Tôi ghé đến bên bác. Bác nghỉ mấy phút kẻo mệt ạ. Bác hỏi luôn đồng bào. Đồng bào nghe bác nói thế, có mệt không? Không. Tất cả đồng thanh đáp. Có nắng không? Không. Tất cả lại vỗ tay. Bác quay lại tôi. Để bác nói luôn cho đồng bào nghỉ sớm. Kết thúc buổi nói chuyện 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bác bắt nhịp cho mọi người hát bài kết đoàn. Tay bác đánh nhịp rất dẻo và rất hăng. Kết đoàn chúng ta là sức mạnh. Kết đoàn chúng ta là sắt gang. Mà sắt hay gang còn kém bền vững. Bài hát mà ai cũng quen thuộc đó. Sau hôm nay hát lên nghe sôi nổi hùng tráng lạ thường. Giọng cao có, giọng trầm có, tiếng người già xen lẫn tiếng trẻ em. Đúng là một dàn nhạc dân tộc, một dàn nhạc giao hưởng dân tộc, mà bác là người nhạc trưởng tài tình nhất. Tiếng hát vút lên không trung, tỏa ra trong ánh nắng chiều, vang xa, dồn dập, nghe như trong đó có tiếng bước nhịp nhàng của đoàn quân tiến lên trong tiếng kèn xung trận. Tự nhiên, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bác, người điều khiển thành công bản hợp xướng vĩ đại đó, bản hợp xướng đại đoàn kết và chiến thắng của toàn dân tộc Việt Nam. Hai tay vẫn đánh nhịp, bác quay lại hỏi tôi, bây giờ đi đâu? Thưa bác, theo chương trình bác đã duyệt thì sau meeting bác đến thăm công an. Sau công an? Sau công an thì đến bộ đội bảo vệ bờ biển. Ta đi. Bác bước xuống khỏi lễ đài thì ô tô đã bị vây kín. Nhân dân đổ ra đứng chật hết ngả đường. Thấy tôi lộ vẻ bối rối, bác hỏi, chú định đi hướng nào? Thưa bác, theo đường tắt đi vào ban nãy. Không được. Bác nhanh nhẹn lên xe và bảo đồng chí lái xe ngoặt sang phải, vòng ra cửa chính của sân vận động. Thế là thoát được vòng vây. Đồng bào bị đón hụt ở con đường tắt đã nhanh chóng kéo về vây quanh tỉnh ủy, và như thế là con đường vào ti công an đã bị chặn.
ô tô đến đó phải đi chậm lại, bà con ùn ùn kéo đến. Một lần nữa, bác lại chỉ đường. Rẽ trái, đi ra đơn vị bộ đội trước. Sáng kiến của bác một lần nữa đã giúp chúng tôi thoát được khó khăn. Xe ra khỏi làng Tam Tòa, ngoại ô thị xã, thì phải dừng lại vì cát dày quá, hai bánh sau cứ quay tít, chiếc xe không nhúc nhích. Tôi lo quá, định yêu cầu bác ngồi sang xe sau, nhưng bác đã hỏi, còn xa không? Thưa bác, còn non một cây số. Thế thì ta đi bộ. Bác sắn quần, xách dép, thoăn thoắt đi lên trước. Nói chuyện với đơn vị xong, bác thấm mệt. Chúng tôi đưa bác ra bãi cát ngồi hóng gió biển. Mấy cô quân y chạy đến vây lấy bác. Cô thì nắm tay, cô thì sờ túi, cô thì vân vê khuy áo của bác. Một cô cảm động nói, bác ơi, được gặp bác, chúng cháu sung sướng lắm. Bác vui vẻ, bác cũng thế, được gặp các cháu, bác vui lắm. Một cô khác, thật từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cháu được thấy bác. Bác đùa thân mật, bác cũng vậy, từ bé đến giờ, lần này là lần đầu tiên bác mới thấy cháu. Tất cả cùng cười. Một chị bế đến một bé cháu trai chừng 4 tuổi trao cho bác. Bác đặt cháu bé vào lòng và thơm lên đôi má phính tròn của nó. Thằng bé được bác cho kẹo, không để ý vì mải mê vuốt râu bác. Muốn để bác được yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, tôi ra hiệu cho mọi người tản đi. Bác ngồi lại một mình với cháu bé. Bộ quần áo nâu in đậm thân hình mảnh dẻ của bác lên cồn cát trắng. Trước mặt bác là biển cả mênh mông một màu xanh biếc. Từng đợt sóng bạc đầu nối tiếp nhau xô vào bờ, xỏa bọt trắng tinh. Mặt trời xuống dần, chân trời hồng sẫm, gần như một màu tím hồng. Xa xa, những cánh buồm nâu nhuộm sắc trời trở thành màu đỏ. Thuyền no gió đuổi nhau, dập dờn như đàn bướm hồng trên màu xanh ngọc bích của biển. Bác ngồi đó, đăm đăm nhìn biển cả, mặc cho gió vờn mái tóc, chòm râu. Tôi mải mê ngắm bác, quên cả hoàng hôn đổ xuống. 7 giờ tối, bác đến thăm anh chị em công an. Chúng tôi đón bác giữa sân cơ quan, vì nhà chật và nóng. Bác ngồi trên chiếc ghế bành chính giữa, còn chúng tôi, kẻ ngồi, người đứng, xúm xít xung quanh. Bác bảo, công an mà mất trật tự, tất cả ngồi xuống. Mọi người lặng im, chờ nghe bác nói. Trước tiên bác hỏi, các chú cảnh vệ hóa trang dọc đường đã về đây chưa? Thưa bác, có. Có thiếu mặt ai không? Thưa bác, đủ ạ. Bảo vệ bác, có mệt không? Thưa bác, không. Bác cười, công an mà không thật thà. Bác chắc là các cô các chú có mệt. Thế lần sau có muốn bác vào thăm Quảng Bình nữa không? Thưa bác, có ạ. Muốn bác vào thì phải làm gì? Mọi người thi nhau trả lời bác. Người thì nói phải tăng cường điều tra nghiên cứu, nắm vững tình hình địch. Người thì nói phải giữ gìn tốt trật tự trị an. Người thì nói phải ra sức học tập rèn luyện. Bác bảo ai nói đúng, bác thưởng một điếu thuốc lá. Một đồng chí đứng lên đáp, thưa bác, phải đoàn kết ạ. Đúng nhưng chưa đủ. Thưa bác, phải cảnh giác ạ. Bác gật đầu và thong thả nói, phải đoàn kết, cảnh giác. Phải tuyệt đối trung thành với Đảng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Phải dũng cảm, kiên quyết và khôn khéo. Phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải không ngừng trau dồi đạo đức và rèn luyện nghiệp vụ thành thạo. Ngừng một lát, bác hỏi, còn gì nữa? Tất cả đều im lặng, suy nghĩ. Phải chống chủ nghĩa cá nhân. Các cô, các chú có biết chủ nghĩa cá nhân là gì không? Thưa bác, có biết.
Thế thì tốt. Bác cho 4 gói thuốc lá, bảo mở ra chia nhau. Do là phần thưởng của bác, mỗi người ai cũng lấy một điếu, kể cả những chị em xưa nay không biết hút thuốc. Bác hỏi, có đủ không? Thưa bác, đủ. Bác cười, thế là biên chế của các cô các chú chiều nay có tăng thêm. Vì trưa nay trưởng ty mới báo cáo với bác là tất cả chưa đến 80. Anh chị em lè lưỡi lắc đầu nhìn nhau. Và người ngạc nhiên nhất là tôi. Tôi không ngờ bác lại nhớ kỹ đến thế. Bác nói chuyện với chúng tôi không đến nửa giờ. Vì 9:30 bác đã phải nói chuyện với toàn thể cán bộ công nhân viên chức của cơ quan cấp tỉnh và thị xã. Bác đã đến với công an như thế đó, gần gũi, đậm đà, thân thương, trìu mến. Cho đến nay, những cán bộ và chiến sĩ công an Quảng Bình vẫn chưa quên được buổi gặp gỡ đó. Và phải chăng liên tiếp từ bấy đến nay, lực lượng công an Quảng Bình liên tục tiến bộ, liên tục thu được những thành tích trong công tác, mặc dầu phải chiến đấu trong những hoàn cảnh hết sức quyết liệt gay go. Phải chăng là do tình cảm và sức mạnh mà bác đã truyền cho, trực tiếp truyền cho từ buổi gặp gỡ lịch sử đó. Gần 11 giờ đêm bác mới đi ngủ. Tuy đã có kế hoạch cho lực lượng tuần tra canh gác chu đáo, và mặc dù đêm qua tôi đã thức trắng đêm, tôi vẫn không thấy buồn ngủ một chút nào. Tôi quyết định cùng thức với anh em trong tổ thường trực. Đi đi lại lại vòng quanh ngôi nhà tỉnh ủy. Thỉnh thoảng tôi dừng chân trước cửa buồng bác để xem bác đã ngủ chưa. Đèn tắt đã lâu, tôi vẫn nghe tiếng bác đằng hắng và trở mình. Tôi biết bác chưa ngủ. Lòng tôi bỗng rộn lên những cảm xúc bồi hồi khó tả. Tôi nghĩ đến cuộc đời, đến con người của bác. Bác đã để già nửa cuộc đời hoạt động của mình, bôn ba khắp năm châu bốn biển, biết nhiều thứ tiếng, hiểu nhiều xứ sở, phong tục, mà chính con người đi nhiều, biết rộng đó, vẫn giữ nguyên phong cách quê hương, bản chất dân tộc, là người Việt Nam nhất trong những con người Việt Nam thiết tha với độc lập tự do của Tổ quốc. Chính vì thế mà trong những người thầy cách mạng Việt Nam, bác là người đã chọn đúng giống nhất, hạt giống Mác Lênin, gieo đúng thời vụ nhất, biết chăm bón tốt nhất. Vì bác là người biết rõ nhất đất đai và thời tiết của mình, làm cho cây cách mạng Việt Nam chỉ trong khoảng vài 30 năm đã nảy lộc, đâm chồi, ra hoa, kết quả, khiến cho kẻ thù phải kinh hãi, khiến cho bạn bè phải khâm phục. Một ngày sống bên bác, tôi thấy con người bác vĩ đại từ những việc rất bình thường, từ ăn, ở, đi lại, nói năng, tiếp xúc, đối xử. Bác rất gần với quần chúng, gần như hòa lẫn vào chúng ta, nhưng lại không giống một ai trong chúng ta. Bác có cái độc đáo kỳ diệu của bác, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa quan điểm quần chúng với tác phong giai cấp công nhân, giữa nền văn minh tiên tiến thế giới với nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, giữa con người của quốc tế với con người Việt Nam, giữa cái uyên thâm tế nhị của con người trí thức với cái chất phác hồn nhiên của con người lao động. Trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động của bác đều biểu hiện cái phong cách của một lãnh tụ, một người thầy của quần chúng, đồng thời của một người bạn, một người đầy tớ của nhân dân. Cứ thế, tôi miên man suy nghĩ về bác. Trên đầu tôi, vòm trời đêm xanh thẫm, rát đầy sao lấp lánh. Tôi ngẩng mặt nhìn trời, cảm thấy mình cao lớn, vững chãi hơn.
và vô cùng sung sướng tự hào được đứng ở đây trên mảnh đất quê hương này để bảo vệ cho giấc ngủ đêm nay của bác. 1:30, một đồng chí thường trực đến tìm tôi đưa một bức điện. Điện của sân bay Gia Lâm đánh cho sân bay Đồng Hới, báo tin thời tiết ngày mai sẽ xấu, yêu cầu máy bay chở bác phải cất cánh trước 5 giờ. Thế là giờ lên đường của bác phải sớm đi 2 tiếng so với dự định. Tôi báo cáo với đồng chí Nguyễn Chí Thanh, đồng chí bảo cứ để yên cho bác ngủ. 4 giờ nếu bác chưa dậy thì hãy đánh thức bác. Mới 4:15, bác đã bảo chúng tôi đưa bác ra sân bay. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chúng tôi yêu cầu cho kiểm tra lại máy bay một lần nữa. Trong khi chờ đợi, bác bảo tất cả hãy ngồi xuống sân cỏ nói chuyện. Đồng chí bảo vệ đưa cho bác một tờ báo để trải lên cỏ. Bác hỏi, máy bay về Hà Nội đi mấy người? Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, báo cáo bác, quân số như lúc ra đi, 8 người kể cả lái. Có ai đau ốm gì không? Thưa bác, khỏe cả. Bác cười, thế là công an Quảng Bình phấn khởi nhất, bởi vì tuyệt đối an toàn. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì được bác khen, nhưng lo là lo ngại trên đường bác về Hà Nội, làm sao bảo đảm sức khỏe cho bác. Bác lại hỏi tiếp, sáng hôm qua từ Hà Nội vào đây mất mấy giờ chú Thanh nhỉ? Thưa bác, mất 57. Có đến 500 cây số không? Đường đất thì hơn, nhưng đường máy bay có lẽ không đến. Sau này thống nhất nước nhà đi Hà Nội Sài Gòn bằng phản lực có lẽ chỉ đến vài tiếng. Vâng, chỉ khoảng đó thôi. Bác ngừng nói và tôi thoáng nghe bác khẽ thở dài. Tôi đoán bác đang nghĩ đến miền Nam. Nhiều đồng chí được ở gần bác kể rằng mỗi khi nói đến đồng bào miền Nam là bác rơm rớm nước mắt. Phải chăng vừa rồi nói đến ngày nước nhà thống nhất, bác lại động lòng nhớ đến miền Nam, nhớ đến đồng bào ta đang phải sống dưới chế độ của địch. Tôi rạo rực nghĩ đến ngày thắng lợi, Nam Bắc đi lại bình thường, buột miệng nói, không biết sau này máy bay đi Hà Nội Sài Gòn có đổ xuống Đồng Hới không? Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, máy bay hành khách thì chắc phải đổ, còn máy bay công tác thì đổ xuống Huế tiện hơn, đúng nửa độ đường mà ăn uống lại khá. Bác vui vẻ tham gia câu chuyện. Chú Thanh chắc nhớ bún bò Huế lắm nhỉ? Đồng chí Nguyễn Chí Thanh cười khoái trá, chỉ vào chúng tôi. Không phải chỉ có tôi mà cả tốp này nữa, cậu nào cũng mong về Huế để ăn bún bò, bánh khoai, bánh bèo, bánh bột lọc bọc tôm, chè đậu xanh, chè đậu ván, chè hạt sen long nhãn. Tất cả chúng tôi đều cười thích thú. Bác hỏi, còn gì nữa? Đồng chí Nguyễn Chí Thanh lại say sưa kể. Chè thịt quay, xôi vò, cơm hến, kẹo mè sừng, thuốc lá cẩm lệ. Bác bảo, đúng, Huế có nhiều món ăn bình dân mà đặc biệt. Phong cảnh Huế đẹp, nhân dân được ảnh hưởng cách mạng sớm. Sau này kiến thiết, ta có thể mở rộng thành phố theo triền sông Hương, từ cửa Thuận An lên đến chợ Tuần, bằng làng. Tự nhiên, tôi thấy bâng khuâng nhớ đến Huế lạ. Tôi muốn hỏi bác về những ngày bác đã sống ở Huế và những kỷ niệm bác còn giữ được với Huế. Những ý nghĩ của tôi vụt tắt ngay vì tôi biết bác không bao giờ thích kể về thân thế và sự nghiệp của mình, dù cho những lúc rỗi rãi như lúc này chẳng hạn. Chân trời đằng đông ửng sáng, gió biển mang theo hơi sương thổi vào mát lạnh. Bác bảo chúng tôi, các chú hút thuốc đi. Tôi định đưa thuốc mời bác thì đồng chí cảnh vệ ngồi cạnh
đã giữ tay tôi lại. Đừng, có thuốc của bác đây. Sao đồng chí không đưa bác hút? Tôi khẽ hỏi lại. Đồng chí cảnh vệ thì thầm bên tai tôi. Bác mới hút khi lên ô tô, không nên để bác hút nhiều, bác ho. Chúng tôi rít thuốc lá lập lòe trên sân cỏ, mà bác thì vẫn ngồi không. Hình như bác cũng thèm thuốc. Là một người nghiện thuốc lá, tự nhiên tôi thấy sự giữ gìn của đồng chí cảnh vệ trong lúc này có cái gì như tàn nhẫn đối với bác. Tôi thúc cùi tay vào sườn anh ta. Đưa thuốc bác hút kẻo lạnh. Bây giờ anh ta mới thong thả dịch lại gần bác. Bác có hút không ạ? Chú cho bác một điếu. Máy bay nổ máy, bác bắt tay chúng tôi. Tôi đưa bác vào tận chỗ ngồi và một lần nữa bắt tay từ giã bác. Đúng 5 giờ kém 10 phút, máy bay rời khỏi đường băng. Chúng tôi đứng nhìn theo cho đến khi chấm sáng sau đuôi máy bay không còn thấy rõ nữa. Bác đi rồi. Bình minh lại mở đầu một ngày nắng mới. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.